bây giờ chúng đã cảm thấy nó rất là ổn rồi, nhưng mà hy vọng rằng là nếu mà thêm 10 lần nữa là kiểu không làm gì cũng mặt cũng tự cười đúng không? Yeah. Cười vận may tự tới đúng không? Trung rất là bất ngờ bởi vì thật sự là Trung thấy nó lép hẳn lên. Đến một khúc nào đó ai cũng sẽ cảm thấy mình vui lắm, nhưng mà người ta cứ nghĩ là mình mệt ấy, bởi vì mặt mình lúc nào nó cũng chảy xệ thôi. Bây giờ Trung đang muốn là bây giờ Trung đã cảm thấy nó rất là ổn rồi, nhưng mà hy vọng rằng là nếu mà thêm 10 lần nữa là kiểu không làm gì cũng mặt cũng tự cười đúng không? Cười vận may tự tới đúng không? Và Trung cảm thấy đây là một công việc tuyệt vời. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai, với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình đã là cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%, để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt và các doanh nhân chính khách.